Rồi, hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay Tài sẽ khui một con loa JBL Anchor, dòng loa nhỏ gọn chuyên hát karaoke trên xe hơi hoặc chúng ta hát chung vui khoảng tầm 10 người nha anh chị nha. JBL Bạc T-Box Anchor thương hiệu của Mỹ, khui hộp phục vụ anh chị nha. Dòng này chuyên hát karaoke, trong con loa Anchor này nó sẽ có một cặp micro nha anh chị, một chiếc loa và một cặp micro để chúng ta chuyên dụng hát trên xe hơi hoặc di chuyển đi các bữa tiệc du lịch. Nhỏ gọn nhưng mà nghe rất là lớn nha anh chị nha. Lớn so với lớn so với một chiếc loa bé nhỏ như thế này. Rồi, đây là em đập hộp ra để cho anh chị chúng ta cùng xem và tham khảo. Thì bên trong chiếc loa chúng ta sẽ có hai chiếc micro như thế này và bốn viên pin, kèm theo đó là bốn sợi cáp nguồn để chúng ta sạc pin cho chiếc loa. Rồi, đây là một cặp micro. Micro năm nay JBL làm ra rất là đẹp luôn nha anh chị nha, nhìn rất là dễ thương. Đây, một cặp micro như thế này. Con lo JBL bạc thì bóc Anchor, như Anchor này hát nghe rất là phê nha anh chị nha. Echo đồ đầy đủ để chúng ta tùy chỉnh. Anh chị chúng ta quan tâm tới cái dòng loa JBL bạc thì box Anchor như thế này, inbox cho bên em 0386 282 707, địa chỉ Tân Lập Hàm, Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Bây giờ em sẽ kết nối thử và mở nhạc lên cho anh chị chúng ta cùng nghe thử chất âm của cái dòng loa này nè. Rồi, anh chị đợi em một tí, lấy giùm cái iPad. Em sẽ cho nó lên một chiếc ghế và thử chất âm để cho anh chị chúng ta cùng nghe. Em sẽ mở nguồn lên trước nha anh chị. Loa này chúng ta dùng để hát trên xe hơi hoặc là hát tại nhà, một căn phòng vừa đủ nghe nha anh chị nha. Loa tuy nhỏ nhưng hát nghe rất lớn ha, nghe nhạc cũng rất là lớn, lớn so với một con loa bé nhỏ như thế này. Rồi, chúng ta sẽ tìm mã của JBL để chúng ta kết nối. Rồi, em đã kết nối xong, thì bây giờ em sẽ thử mở nhạc. Hey, một hey. Đây cha.
Alo, trong này nó rè. Để em rút cái mic thu âm ra. Alo, nó sẽ không rè. Ali 1 2 5 6 2 Ali 5 6 2 Ali 5 6 7 Ali 1 2 5 6 2 Ali 2 5 6 7 1 2 2 2 5 6. Giờ em sẽ thử hát một bài cho anh chị cùng nghe, để chúng ta nghe thử cái chất âm trên cái con loa JBL Encore như thế này. Bài gì? Rồi, anh chị có nhu cầu quan tâm tới cái dòng loa JBL bạc T-Box Encore như thế này, hát karaoke di động trên xe hơi như thế này, inbox cho bên em 0386 282 707. Ngoài cái dòng loa JBL bạc T-Box Encore như thế này, bên em còn rất là nhiều các dòng loa với mẫu mã khác nhau nha anh chị nha. Lên. Ngày còn em bên tôi, đời là xuân với vạn câu cười. Ngày còn em bên tôi, trăm niềm vui nhớ thương hơn rồi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe yêu dấu lên môi, tiếng đẹp lời em đôi môi, có gì đẹp hơn em ơi. Ngày còn em bên tôi là còn mơ với mộng trong đời. Ngày còn em bên tôi chẳng còn soi bước đôi về tôi. Ngày còn em bên tôi, ngày còn nghe câu hát lên khơi, gió lộng chiều ru chơi vơi, ước mộng tìm phút mê. Mắt lệ nhòa tiếng phân ly, khóc một lần cho mai mai. Xa nhau từ đây, thôi hết rồi mơ ước xưa. Để rồi em xa tôi, trời vào thu lá đổ ngầm lòng. Để rồi em xa tôi, cho mùa đông tuyết răng ngập lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi, giữ đời lời cuối cho nhau, kỷ niệm mình thổ ban đầu. Mắt lệ nhòa tiếng phân ly, khóc một lần cho mãi mãi. Xa nhau từ đây, thôi hết rồi mơ ước xưa. Để rồi em xa tôi, trời vào thu lá đổ ngầm
đông tuyết răng ngầm lối. Còn gì đây em ơi, còn lại đây trong phút giây thôi, giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình thuở ban đầu. Giữ đời lời cuối cho nhau kỷ niệm mình à. Vừa rồi em đã test xong một con loa JBL bạc T-Box Encore như thế này. Anh chị có nhu cầu quan tâm thì inbox cho bên em nha. Vừa rồi anh chị đã nghe qua chất âm của một dòng loa JBL bạc T-Box Encore thương hiệu đến từ Mỹ. Những dòng loa di động như thế này thì anh chị chúng ta sẽ hát lưu động trên xe hơi hoặc cho những bữa tiệc, cho các chuyến du lịch của anh chị em xa gần. Cảm ơn anh chị đã dành chút ít thời gian để xem clip. Hẹn gặp lại anh chị em trong những clip review các sản phẩm tiếp theo. Bye bye.